gọi nhiều quá rồi đấy. Ông này, anh có hoa này anh tặng em này. Ông láo, không nói tôi gì cho con người đâu. Nhớ mặt tôi đấy. Em kéo đi nhá. Kéo thẳng qua chỗ cái cây kìa. Không phải nóng không? Ừ. Này nóng thật đấy. Cố gắng một tí nữa làm cái dạng đẹp một tí, xong chắc chắn một tí không sợ rồi. Vâng. Thì tôi nhiều. Nào tôi bảo ông làm đàng hoàng vào. Thích nói nhiều nhỉ. Ông gây hay cãi đấy hả? Tôi bảo ông làm cẩn thận bao cơ mà. Ông muốn gì? Không đi ông đi về, không làm được ông đi về đi. Tôi không thích về. Đi về đi. Bỏ tôi ra. Ui. Ôi. Ôi.
ông có làm không? Làm cẩn thận. Tôi không tính nào. Ông tôi bảo là không yêu ông được. Ông đi về đi. Đi làm đi. Tôi không đi đi nào. Đi làm thôi. Ôi, bỏ tôi. Đi làm đi. Đi làm đi. Đi làm đi, không đánh nhau nữa. Bỏ tôi. Bỏ đi làm không? Tôi bảo là không yêu ông được. Lan là của tôi đấy. Lan là của tôi, không phải của ông. Bỏ ra. Bỏ ra. Thôi đi làm đi. Đàn ông phải nhanh nhẹn một tí. Cầm đi ô. Thì. Ông đóng cái gì vỡ cây rồi? Bảo ông cầm chắc phải cho để cho tôi đóng. Bị vỡ cây rồi đây này. Do ông đóng. Tôi bỏ đây đây. Ngắm rồi. Bốn cái lấy về có hai cái. Người thì to như con trâu ấy. Nhanh lên về đây hộ tôi. Nhanh lên về đây hộ tôi. Cầm giữ cho tôi nhé. Em chịu luôn. Đừng quan cơm nữa nhá. Vừa mới đi bê được cái này về một tí thôi. Ở xa nghe thấy tiếng hai anh chửi nhau om sòm. Đấy, được rồi. Anh bỏ tay ra đi, cho anh hộ em bê kia về đi. Lâu lắm, không làm chân tay lóng nga lóng ngóng. Đây. Ngắn quá rồi. Ông cứ cầm để cho nó nói nhiều nhỉ. Đây đặt vào đây nhanh lên. Đây rồi. Hai anh làm cẩn thận vào nhá. Trời. Ôi đau ốm nhá. Giữ đây nhá. Tôi đang giữ rồi. Ông cứ việc quấn nhỉ. Đây ông ơi. Cái chỗ này không cần cây này đâu. Anh đi bê bê hộ em một bó cây ấy về đây đi. Cái cây để kia kìa. Cái trắng rời ấy, không phải cái miếng đóng này đâu. Về để cho anh Đại ghép cho. Làm đi. Thôi em làm thế có chắc, có chắc không? Chắc mà. Tôi nhìn thấy là không chắc rồi. Ông nói cái gì lắm đấy nhờ. Ông làm thì làm đấy sao, cầm cây làm gì? Hả? Ông tôi đang làm đây cơ mà. Tôi còn chưa làm xong. Ai bảo ông cái gì nói nhiều? Tôi làm gì cho ông đâu. Ông ghen à, hả? Cái mồm ông thì nói nhiều ấy. Tôi bảo ông làm cẩn thận mà cơ mà. Không chắc cho Lan thì làm sao mà ấy được. Nóng quá. Cô quạt cho nó không quạt cho tôi. Anh tự đi mà bảo mấy cô ở Hà Nội của anh về mà quạt cho nhá. Tôi bảo rồi Lan không yêu ông rồi, ông cố tình ở đây làm gì? Nóng lắm đấy. Không thấy à? Anh quan tâm anh, tôi đây. Anh bảo anh về, anh bảo với mấy cô bồ của anh đi về mà quạt cho anh đi nhá. Anh đi làm tôi thuê. Tôi có đâu. Làm buộc mãi cũng xong rồi này. Anh đi làm thuê mấy năm không liên lạc về gia đình chắc gì anh không có. Anh có dám đảm bảo không? Mẹ nói thế mẹ anh còn bênh anh, mẹ anh chói tôi mấy lần đấy.
Lúc đấy anh có biết không, anh đang ở đâu? Làm cái này cũng không chắc, để tôi phải làm lại đây. Cái này làm cái gì? Nói thì cứ cãi. Làm có ra cái gì đâu. Để tôi phải làm lại này. Ăn thì tham, làm thì lười. Đây rồi. Anh vẫn như ngày xưa không thay đổi thế nào cả. Nói cái gì phải được cãi một lần mới được. Nhìn anh này, anh làm việc thế này cơ mà. Anh làm việc dám thật đấy. Thế này em bỏ nó sống là tốt em ạ. Để xa ra 2 mét đi. Để xa ra 2 mét đi. Giữ cho tôi chắc rồi nhá. Gì chắc lắm rồi. Làm đi ông, vừa giữ xong lại làm đi chứ. Đang ngắm xem nó thẳng không. Ông thì ngắm cái gì? Đoạn này móc cái dây rồi. Ông ngắm nghĩa cái gì? Mắt ông chỉ ngắm gái thôi. Cái này ông có làm được đâu. Ông đừng nói tôi như thế. Lan bỏ ông là đúng rồi, ông đi ngắm gái thôi. Bỏ vợ mình ở nhà thì vất vả. Thì ông lại được. Đấy, làm đi. Như trẻ con làm không làm được đây này. Ngay ngay ngang ngang này. Cẩn thận hai tay giữ vào đây này. Ôi, chịu luôn đấy. Cây vậy ông đóng kiểu gì cứ nghiêng nghiêng. Giữ chắc mà người ta làm được thì mình chưa buộc chắc thì nó chẳng nghiêng. Giữ vào mới buộc được chứ. Đây, ông nói cái gì nhỉ? Ôi, nói người khác là giỏi thế này à? Ông bỏ ra. Đứt áo tôi nhé. Đứt thì thôi. Tôi nói ông bảo ông cầm cẩn thận nó ra ông kéo áo tôi đấy hả? Ông bỏ ra. Ông nói nhiều ông gì? Này này này, cho em xin bỏ ra ngay. Bỏ ra ngay. Không hỏng hết nữa. Kệ nó. Bỏ ông bỏ ra. Bỏ luôn này. À. Tôi bảo ông giữ cho tôi, ông lại cầm cổ áo tôi. Tôi có làm gì cho ông đâu. Ai bảo ông cứ thích nói nhiều. Tôi có nói nhiều đâu, tôi bảo ông làm cùng nhau làm cẩn thận vào giúp đỡ nhau thôi mà. Toàn đi nói đều tôi. Lại quay ra lại cầm cổ áo tôi. Ôi giời ơi. Tôi nể Lam thôi, không ông thì không xóm với tôi đâu. Sao ông không đánh đi. Ông buộc nó tay lên. Vào để tôi không buộc. Đấy. Ông. Đây cầm cầm cả hai này để tôi buộc nào. Đây. Buộc nhanh lên, tôi mỏi tay lắm rồi. Cầm chắc lên để tôi còn buộc dễ cho nó nhanh nào. Ông này cứ nhịn quá nhiều. Ông quá nhiều quá rồi đấy. Ông này. Tôi không sợ nhá. Ông này nhiều quá. Tôi chỉ nói thế không không nghe. Hả? Ông mỏi ra. Hả? Ông mỏi ra. Hả? Ông em bảo cái chính nói nhiều. Tôi để làm nó không, ông để không xong với tôi đâu nhá. Ông bỏ tôi ra. Cầm chắc để tôi làm nào. Cầm lâu lắm rồi. Nói một câu là cứ động tay như mẹ ông ấy. Tôi cầm lâu lắm rồi đấy. Cầm chắc vào xem nào. Anh Hùng. Nốt đợt này thì chắc là anh phải đi về thôi. Em không lấy anh nữa đâu. Đấy, anh nghe thấy chưa? Em không lấy anh nữa đâu. Anh muốn làm như nào thì làm. Tới đi. Năm qua đã quá đủ với em rồi, bây giờ anh không biết cái gì mà không biết, anh đừng có mà cố chấp như mẹ anh. Nào hàng xóm người ta đều biết hết. Tốt nhất là bây giờ anh chuẩn bị tinh tinh thần đi. Bố là em làm xong cái rào này xong là ăn một bữa cơm xong là anh làm thế nào thì làm. Vậy nói nhiều thì cho ông tự làm. Làm mà không chắc thì đừng để tôi sửa lại nhé. Không đến lượt tay ông đâu. Ông làm đi, ông cứ làm đi, ông lắc làm gì nhỉ? Để tôi buộc khó thế nhỉ? Anh Hùng ơi, anh đi lấy nước đi. Ông lấy nước đi. Khát nước rồi, anh đi lấy đi. Tôi cũng khát nước lắm rồi. Đi, đi lấy đi. Để tôi làm cho. Mình nghỉ đi em đây. Em ngồi đây chơi anh một tí nhá. Vâng. Mình ngồi đây chơi anh một tí. Dạ. Ôi, hoa này chắc là...
là cô ấy sẽ rất là thích. Anh có hoa này anh tặng em này. Em có thích không? Hoa đẹp quá anh ạ. Nó rất là thơm em ạ. Đẹp quá anh ạ. Em có thích không? Có. Anh yêu em. Em có thích không? Dạ có. Hoa đẹp quá anh ạ. Rồi anh yêu em. Em biết mà. Rồi cái này em giữ lấy nhé. Vâng. Đẹp quá anh ạ. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên em được tặng hoa đấy. Hoa này đẹp quá em nhỉ. Dạ vâng. Ông này. Ô, tôi không phải nhà ông tám vợ tôi à? Ô, anh đi ra. À. À, anh sao lại nẹp hoa của em? Ôi, anh láo lắm nhá. Tôi yêu Lan kệ tôi chứ. Tôi không phải đây là tám vợ tôi à? Ông ơi, láo. Ôi, đừng má. Ôi, đừng má. Em xin đây à? Anh ơi, đừng. Ôi, ôi, đừng ơi, đừng ơi. Ông làm thế Lan không yêu anh đâu. Cho em xin. Lan không yêu anh đâu. Được rồi, đi ra đi. Được rồi. Cô không biết. Tôi không sợ anh đâu nhá. Bây giờ pháp luật chính quyền ở đây, anh không thể làm gì được tôi đâu. Cẩn thận nhá. Đấy là rồi. Sợi trọng vào chân đấy, chỗ đấy nhiều. Chỗ này nó sao buộc mái không được. Ông Quấn nhanh tay lên nhá. Ông không làm, ông cứ ngồi đấy ông nói. Ông làm chỗ kia chưa được à? Sắp xong lắm rồi. Đâu? Đây. Làm từ nãy cũng chưa xong. Lâu lắm anh không được em. Đi ra đi. Buồn cười thật đấy nhỉ. Ai cho anh khoác? Tôi đã bảo là tôi không thích anh nữa rồi nhá. Anh đi đi. Vớ vẩn thật.
Ông ấy đi nói nhiều không? Ông ấy nói nhiều. Ông ấy nói nhiều. Này, ông không làm thế được. Ông nói nhiều. Tôi đang làm cái thật. Ông không làm thế được. Ông nói không làm thế được. Ông không làm thế được. Tôi bảo ông làm đưa dây cho tôi xong vậy làm thế hả? Ai bảo ông nói tôi nhiều khác anh mày đánh nhau với tôi hả? Ông lão ông nói tôi nhiều thế này tôi ông muốn gì hả? Ai bảo ông cứ định nói nhiều. Ôi, 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 cho em xin, được rồi, cho em xin cái nào. Anh bỏ ra đi, trời ơi, anh Hùng, anh vẫn chứng nào tận đấy nhỉ. Anh bỏ ra đi, anh bỏ ra đi. Ôi, ra. Anh bỏ ra. Anh bỏ ra. Anh bỏ ra đi. Trời ơi, thả ra. Anh Hùng ở đây đó. Nào, anh về đi. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Dám đủ ra. Anh quên đi. Anh quên đi. Anh quên đi. Có không phải ở đây nữa đâu. Anh quên đi. Ông đi về không? Anh về đi. Ông đi về đi. Anh đi về đi. Ông đi về đi. Có không phải ở đây. Đi về. Anh đi về đi. Đấy em thấy chưa? Anh ở đâu nữa? Hôm nay là không ổn rồi. Em nói về nhà làm gì? Thầy dám đuổi tôi à? Thế giờ đấy. Tôi không để yên cho các người đâu. Nhớ mặt tôi đấy. Làm sao? Anh đi sao anh ạ? Ôi giời ơi. Anh đi đi. Đi về đi. Có không có đi về đi nha. Anh đi đi. Đuổi tôi rồi nhỉ? Anh đi nhớ mặt tôi. Anh đi đi. Đi về đi. Anh đi đi.